Hoa khôi nam em tung bộ ảnh đẹp đầu xuân, xinh đẹp gợi cảm hết phần thiên hạ. Để hâm nóng hình ảnh sau khi tung MV, mới đây Hoa khôi nam em và ekip thực hiện một bộ ảnh thời trang nhân dịp đầu xuân năm mới. Trong bộ ảnh này, người đẹp chính ít khoe vẽ nền nã thước tha với bộ áo dài cách tân, váy đầm mang đậm không khí lễ hội mùa xuân với họa tiết hoa đào, bánh chưng, sen hồng tươi tắn. Hoa khôi nam em duyên dáng trong tà áo dài cách tân và một mẫu trang phục in họa tiết sen hồng đậm chất dân tộc. Nam em chọn kiểu vấn tóc cổ điển khá hợp với vẻ đẹp của cô. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long trong một trang phục khác mang đậm không khí ngày xuân. Trang phục in họa tiết hoa đào bánh chưng xanh. Nam em là một trong những mỹ nhân hiếm hoi có hình thể chuẩn, vẻ đẹp dịu dàng, sương khói đậm chất miền Tây. Vừa dịu dàng duyên dáng, lại có mang vẻ đẹp của phong cách lai Tây. Ngoài vẻ đẹp sắc sảo dịu dàng của nam em còn có tài năng ca hát. Cô là một trong những hoàng hoa khôi bản lĩnh của showbiz Việt. Hãy cùng ngắm nam em trong bộ ảnh xuân tuyệt đẹp này nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.